Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện kỹ năng đầu tiên, đó là kỹ năng nhún, giật, làm căng cơ, cẳng chân. Chúng ta cùng chú ý nhé. Vào thực hiện, chúng ta hãy khởi động bằng cách một chân làm trụ, một chân nâng lên khỏi mặt đất và xoay tròn ở phía trên không, thả lỏng ở tất cả các khớp nhé, và thả lỏng cả cẳng chân, mục đích là để cho cơ chân của chúng ta được thoải mái khi vào thực hiện, chúng ta đỡ bị đau mỏi. Nào, chúng ta xoay tròn nhá. Đối với người lớn tuổi thì chúng ta thực hiện cái thời gian khởi động nên là lâu hơn, còn người trẻ tuổi thì chúng ta sẽ co gọn cái thời gian mà khởi động lại nhá, tùy theo sức khỏe của đôi chân của chúng ta. Đấy, xoay tròn nào và các tư thế nhá để thả lỏng cơ chân các khớp. Nào, bây giờ chúng ta cùng thực hiện nhé. Đầu tiên chúng ta đứng chân thẳng nhau này, toàn thân thẳng từ trên xuống dưới, từ đầu xuống đến chân. Chúng ta nhịp 1, chúng ta nhún xuống, khuỵu gối xuống. Nhịp 2, chúng ta giật căng cơ chân từ dưới bàn chân lên đến khớp háng. Thẳng nhá, giật căng từ dưới lên trên bằng cách là chúng ta ép cái đầu gối từ phía trước ra đến phía sau một cách hết cỡ. Được chưa ạ? Đấy nhá, chúng ta thực hiện lại nào. Chú ý nào. 1, chúng ta nhún xuống. 2, giật căng cơ chân lên nhá. Giật căng từ bàn chân, từ bàn chân lên đến khớp háng. 1, 2, giật căng lên, đúng không? Bằng cách là ép cái đầu gối đẩy từ phía trước ra phía sau và giật căng lên. Nào, chúng ta cùng thực hiện lại nhá. 1, 2, giật căng. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện và kết hợp đếm nhịp nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta cùng thực hiện lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cứ thế nhé. Sau đó chúng ta tập kết hợp với nhạc cho vui nhá. Chúng ta bắt đầu nào.
sẽ sẵn son và quay sang vui cùng với ông để kinh bấm cơ mãi đợi chờ một lúc thắt vẫn vương một đời trên trời con bướm trắng say rượu cho ai đến là cánh bướm mưa vô sống trong nỗi đau vô tận hoa nở hoa sẽ úa trăng sáng mây cũng tàn sao ta hoang sắp thứ mãi thêm đầy có sao say đến vậy. Tập xong thì chúng ta cũng thực hiện các động tác như phần khởi động là bằng cách là nâng cái chân, một chân lên trên không này và xoay tròn, đúng không? Để cho làm sao chúng ta không bị chân cũng như là các khớp của tất cả các cổ chân cũng như là cái cẳng chân của chúng ta nhé, là chúng ta xoay một cách nhẹ nhàng. Đấy. Và sau khi xoay xong này, nếu như mà chân của bác là khỏe, chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện lại các động tác từ đầu đến cuối như vừa rồi em hướng dẫn. Còn nếu như mà mỏi quá thì các bác có thể là nghỉ và cứ xoay nhẹ nhàng trên không. Chúc tất cả chúng ta thành công khi đến với Sivadhan và có được rất là nhiều lợi ích đối với sức khỏe của đôi chân cũng như là cơ thể nhờ Sivadhan mang lại.